Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội được xem là kênh thông tin cung cấp mọi nhu cầu tìm hiểu tin tức của người dân. Nhưng không phải thông tin nào từ mạng xã hội cũng chính xác. Do đó, để có được thông tin chính thống, khán giả của LA34 vẫn đang đồng hành với nhà đài hàng ngày, hàng giờ để nghe và xem các thông tin được kiểm chứng từ ngành chức năng. Thay vì chạy theo các tin tức lan truyền từ mạng xã hội hay các nguồn thông tin thiếu chính xác, ông Trương Minh Nguyên ở huyện Tân Hưng lại chọn cách cập nhật tin tức thời sự trên các kênh truyền hình chính thống. Do đó, cứ đến 18h30 và 19 giờ hàng ngày, ông Nguyên đều dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và Đài Truyền hình Việt Nam. Vì nhìn chung cái tin tức trên bây giờ cái trang mạng báo chí có những thông tin không chính thống. Chính vì vậy mà đã xem về cái các đài trên cái truyền hình VTV1 cũng như Long An để nắm được cái thông tin chính thống, rồi bây giờ cái để bổ ích cho cái bản thân trong cái tin tức trong cái địa bàn tỉnh cũng như là trong cái đất nước Việt Nam. Dù không thể xem trực tiếp các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, nhưng với chiếc điện thoại thông minh, ông Châu Văn Vọng ở thành phố Tân An vẫn có thể xem lại và cập nhật thường xuyên các chương trình chính luận, khoa giáo, văn nghệ, giải trí của kênh LA34 ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Là thời đại công nghệ số rồi, có những cái chương trình là không cần phải nhất thiết phải đến giờ rồi bật TV lên xem, thì là thông qua kênh YouTube là Đài Truyền hình Long An đã phản ánh đầy đủ những cái thông tin mà Long An đã phát lại. Đây là những thông tin rất cần thiết và xác thực cho người dân. Thực tế cho thấy, thời gian xem truyền hình truyền thống đang giảm với tốc độ nhanh, thế hệ trẻ xem nội dung trên các nền tảng trực tuyến nhiều hơn hẳn truyền hình truyền thống. Do đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã và đang tận dụng những thành quả công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn, phát trực tuyến trên các thiết bị di động để từng bước bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại, xứng đáng là người bạn đồng hành của mọi nhà.